Human to the center is a successful tourist attraction in the Cayman Island. Here, the green sea turtles are bred and raised to be released into the ocean. Trại nuôi rùa ở đảo Cayman là nơi loài rùa biển xanh hiếm quý được cho sinh sản và nuôi đến một giai đoạn đủ lớn thì được thả ra biển để bọn chúng tiếp tục sinh sản trong thiên nhiên. After washing your hand, you can touch the baby turtle. Sau khi rửa tay sạch sẽ, bạn có thể được sờ vào những chú rùa nhỏ. Besides turtle, you can encounter other kind of wildlife, especially birds. Ngoài rùa ra, bạn có thể gặp các loài thú khác, nhất là chim. That's what they do. They're loud and obnoxious. The scariest sound. You can also swim with the turtle. Bạn còn có thể đi xuống nước để bơi với các con rùa. You can also go inside the aviary. Điều thú vị là bạn có thể đi vào trong chuồng chim. Look at the parrot, Sam. Look right there. There's a parrot. Sam. There's no monkeys. So I had one. This is 24. Thank you.
kingdom. There's lower cages, upper cages, and different birds go to different cages. Yeah. And in here, they stratify themselves too. There's not a lot of height, but yeah, they do stratify. Beautiful trees, though. They're really, really nice. They got lots of fertilizer. Because they're attracted by all the other birds, and they drop seeds through the nest. Thank you for watching. Please subscribe to see my other video. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin mời quý vị đăng ký để xem các video khác của Nguyễn Thúy Phượng.